mình một dịch vụ làm một lần á, nó là 15 triệu cho một lần. Thì Hoàng Cung là cũng đang có cái chương trình khuyến mãi là giảm cho tất cả những phụ nữ mà thích làm đẹp và thích làm cho mình là trẻ ra đẹp hơn, thì bên mình đang khuyến mãi là giảm cho là 50% trên các dịch vụ, nên là tất cả những phụ nữ mà thích làm đẹp thì yên tâm. Dạ vâng, với thông niên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc da dành cho chị em phụ nữ, thì chị Hiền có những cái chia sẻ gì đối với làn da của chị em, và chúng ta cần có chế độ chăm sóc như thế nào để lúc nào cũng rạng rỡ và làn da luôn được tươi trẻ dạ? Em là một tư vấn viên chuyên nghiệp về chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho phụ nữ, nên là em cũng có một chút kiến thức muốn được chia sẻ cùng mấy chị em phụ nữ mình trong cái thời kỳ này. Thì khí hậu nó thay đổi nên là làn da của phụ nữ mình nó cũng sẽ là ảnh hưởng rất là nhiều, thì mình cũng nên là chăm chút một chút xíu để cho cái làn da của mình nó được cung cấp thêm cái dưỡng chất, thì cái da của mình nó sẽ không bị khô dần. Chịu khó là chăm bỏ thời gian một chút xíu, như mỗi tuần 10 ngày mình sẽ chăm sóc da, đắp mặt nạ dưỡng da mỗi tối để cho cái da mình nó khỏe hơn, nó đẹp hơn. Nhiều chị em phụ nữ quan niệm là khi da đã bắt đầu có dấu hiệu lão hóa thì mới bắt đầu tiến hành các liệu trình chăm sóc da. Theo chị như vậy thì có đúng hay không ạ? Theo em thì những chị mà có quan điểm mà chờ cho da nó lão hóa rồi mới chăm sóc thì lúc đó thì cái da của mình nó cũng đã quá trễ. Mình phải có ý thức là chăm sóc da từ khi bắt đầu là da, lúc 25 tuổi là mình đã phải chăm sóc dưỡng da, duy trì để cho cái làn da của mình nó khỏe hơn, nó đẹp hơn. Rồi khi mà mình chờ tới khi mà da nó lão hóa mình mới chăm sóc á, thì lúc đó nó trễ quá, mình chăm sóc á, cái hiệu quả nó không có được như ý